Chỉ còn hơn 48 giờ nữa, triển lãm ô tô hàng đầu thế giới Paris Motor Show 2018 sẽ chính thức mở cửa. Trước giờ G, hai mẫu xe bằng xương bằng thịt của VinFast đã xuất hiện và được giữ kín trong khu triển lãm chờ đến màn ra mắt trước hàng triệu công chúng quốc tế. Chiều tối ngày 29 tháng 9 theo giờ Paris, bên ngoài khu triển lãm Paris, chiếc xe container màu trắng chở hai chiếc sedan và SUV của VinFast tham dự sự kiện đã đến nơi đúng hẹn. Có thể nói, đây là lần đầu tiên hai mẫu xe này xuất hiện bằng xương bằng thịt ở ngoài studio của Pininfarina. Chiếc sedan màu ghi bạc được trông thấy xuất hiện đầu tiên với đặc điểm nhận diện là logo chữ V đặc trưng của VinFast. Có thể thấy dưới ánh nắng của Paris, chiếc xe trông thật lịch lãm với màu ghi có ánh lên xanh ngọc. 15 phút sau, chiếc SUV cũng xuất hiện. Những người vận chuyển chiếc xe SUV sang đây dành rất nhiều tình cảm cho chiếc xe màu đỏ khỏe khoắn này khi cả một đội ngũ cùng trợ giúp cho chiếc xe rời khỏi thùng container. Hai xe mẫu được hãng thiết kế Pininfarina vận chuyển từ Turin sang Paris mất 10 tiếng. Xuất hiện ở khu triển lãm được canh gác nghiêm ngặt, đội hậu cần của ban tổ chức Paris Motor Show đang chuẩn bị những công đoạn cuối cùng để hai chiếc xe hơi đầu tiên mang thương hiệu Việt Nam sẵn sàng tỏa sáng trên sân khấu lớn của những tên tuổi đẳng cấp nhất trong ngành ô tô toàn cầu. Hiện tại, công tác chuẩn bị cho Paris Motor Show gần như đã được hoàn tất vì chỉ còn hơn 2 ngày nữa là đến thời điểm các hãng xe trên thế giới sẽ giới thiệu những đứa con của mình ra mắt công chúng toàn cầu. Từ sân bay đến ga tàu gần Paris, những banner về triển lãm Paris Motor Show đã hiện diện tràn ngập và VinFast, thương hiệu ô tô đến từ Việt Nam xuất hiện trang trọng ở bức tường của triển lãm bên cạnh những tên tuổi khác. Ngày 2 tháng 10, VinFast sẽ chính thức ra mắt hai mẫu xe sedan và SUV tại Paris Motor Show 2018. Chương trình bắt đầu vào lúc 10 giờ 25 giờ địa phương, tức 15 giờ 25 theo giờ Việt Nam, được truyền hình trực tiếp trên VTV1. Đồng thời livestream trực tiếp trên website và fanpage của VinFast cùng hệ thống các kênh truyền thông uy tín.